Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Dùng Mỹ chống tàu, Việt Nam ký hợp đồng 5 tỷ đô. Thành phố Hải Phòng vừa phê duyệt dự án tổ hợp nhà máy điện khí hóa lỏng trị giá 5,09 tỷ đô la do tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ ExxonMobil phát triển. Theo đó, ExxonMobil sẽ đầu tư vào chuỗi cảng, kho khí thiên nhiên và các nhà máy sản xuất điện từ khí hóa lỏng với công nghệ hiện đại nhất tại Hải Phòng, với quy mô của dự án sản xuất điện khí hóa lỏng lên tới 4.000 MW, dự kiến đi vào hoạt động trong giai đoạn 2025-2030, sẽ có đóng góp to lớn cho sự phát triển không chỉ của Hải Phòng mà cả cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Tuyên bố của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng được đưa ra sau vài ngày sau chuyến thăm của Đại sứ Mỹ Daniel hôm 28 tháng 9 tới thành phố cảng. Đây là hình ảnh ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp ông Daniel, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, đoàn Đại sứ Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam do ông Daniel, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam dẫn đầu, đã đến thăm Thành ủy Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Di tích lịch sử Bạch Đằng Giang. Tại Bạch Đằng Giang, ông đã tới thắp hương tưởng niệm các vị anh hùng đánh bại quân Hán từ phương Bắc cách đây hơn 1.300 năm. Theo trang tin chính thức của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Đại sứ Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn lãnh đạo thành phố quan tâm ủng hộ dự án tổ hợp khí hóa lỏng điện Hải Phòng của tập đoàn ExxonMobil với trị giá đầu tư khoảng 5,1 tỷ đô la. Đồng thời, đề nghị thành phố sớm có văn bản gửi Bộ Công Thương để hỗ trợ việc đưa dự án này vào quy hoạch điện 7 và điều chỉnh về phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam. Đại sứ cũng khẳng định hợp tác về năng lượng hiện là lĩnh vực khá quan trọng trong giai đoạn hiện tại. Quan hệ đối tác này sẽ đảm bảo cho sự dồi dào, ổn định nguồn năng lượng và đảm bảo năng lượng cho Việt Nam trong quá trình tăng cường quan hệ thương mại giữa hai bên. Trước đó, vào trung tuần tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cuộc điện đàm với ông Chủ tịch Toàn cầu của tập đoàn ExxonMobil để chào đón việc tập đoàn này đầu tư vào Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng của Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trao đổi qua điện thoại với Chủ tịch Tập đoàn Toàn cầu ExxonMobil. Thủ tướng Phúc cũng đang hoan nghênh ExxonMobil đang có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có khai thác khí thiên nhiên, lọc hóa dầu và sản xuất điện từ khí hóa lỏng. Thủ tướng cũng khẳng định hợp tác với ExxonMobil là rất quan trọng, đóng góp vào hợp tác chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhất là kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngoài dự án ở Hải Phòng, tập đoàn ExxonMobil đang có kế hoạch đầu tư phát triển chuỗi điện khí công suất 3.000 MW tại Long An với cam kết cung cấp liên tục đầy đủ khí hóa lỏng trực tiếp từ Mỹ và một số nước khác. Việc nhập khẩu khí hóa lỏng sẽ góp phần tạo dựng cán cân thương mại hài hòa cùng có lợi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Việt Nam được cho là đang tìm cách nhập khẩu nhiều hàng hóa của Mỹ, gồm cả than đá và khí hóa lỏng. Đây được cho là một biện pháp để thu hẹp thặng dư thương mại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế lên hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang leo thang. Một công ty liên doanh của Mỹ với Việt Nam về khí hóa lỏng ở Chân Mây cũng đang có kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ đô la vào một dự án điện ở Việt Nam để tìm cách thu lợi nhuận từ nhiều nhu cầu điện năng tăng cao của quốc gia Đông Nam Á, cũng như thu hẹp khoảng thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam. Jones, giám đốc điều hành của liên doanh với 60% vốn của Mỹ, nói với hãng Reuters bên lề diễn đàn cao cấp về năng lượng Việt Nam năm 2020 vào hồi tháng 7 rằng dự án hiện đang nằm trên bàn của Thủ tướng Việt Nam và chúng tôi hy vọng sẽ nhận được giấy phép đầu tư vào mùa thu này. Trở lại với tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ ExxonMobil, chủ đầu tư dự án tổ hợp nhà máy điện khí hóa lỏng trị giá hơn 5 tỷ đô la tại Hải Phòng vừa mới được phê duyệt. ExxonMobil vốn là đối tác quen thuộc của Việt Nam, đặc biệt là trong các dự án mang tầm chiến lược như tại mỏ cá voi xanh ở Biển Đông. Đây là hình ảnh vị trí mỏ cá voi xanh, dự án hợp tác giữa Việt Nam và ExxonMobil của Mỹ, cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 80 km, nhưng được cho là sát gần đường chín đoạn do Trung Quốc vẽ ra. ExxonMobil và hai tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam đang chuẩn bị hoàn thành đàm phán về hợp đồng bán khí từ mỏ cá voi xanh, dự án năng lượng ngoài khơi lớn nhất của Việt Nam, từng được cho là gặp cả khó khăn trước sức ép liên tục của Trung Quốc. Từ năm 2009, ExxonMobil và Petro Việt Nam đã hợp tác thăm dò mỏ cá voi xanh
nằm cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 80 km mà tập đoàn Mỹ cho rằng có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quốc gia ở Đông Nam Á này. Mỏ cá voi xanh nằm trong lô 118 trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Tuy nhiên, với đường lưỡi bò 9 đoạn mà Trung Quốc đơn phương đưa ra, thì lô 118 cũng nằm trong khu vực mà Trung Quốc đơn phương đưa ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông nhưng bị tòa án quốc tế La Hay bác bỏ hồi năm 2016. Trước đây, ExxonMobil từng khẳng định với một kênh truyền thông tiếng Việt rằng dự án cá voi xanh dự tính tạo ra 20 tỷ đô la cho nguồn thu của chính phủ Việt Nam từ nguồn dự trữ khí ga và có thể cấp điện cho một thành phố tương đương với Hà Nội trong vòng hơn 20 năm, không nằm ở vùng có tranh chấp. Vào hồi tháng 9 năm ngoái, trong bối cảnh tàu hải cảnh Trung Quốc liên tục đưa một tàu thăm dò vào khu vực bãi tư chính mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, đã xuất hiện các tin đồn đoán về việc tập đoàn ExxonMobil rút lui khỏi dự án giữa lúc có tin nói rằng Bắc Kinh gây áp lực với Hà Nội về các dự án dầu khí với nước ngoài trên Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó đã lên tiếng phủ nhận những thông tin rằng ExxonMobil sẽ bán 64% cổ phần trong dự án này. Sau vụ bãi tư chính, Mỹ đã nhiều lần gửi đi một thông điệp tới Việt Nam và ExxonMobil rằng Hoa Kỳ sẽ không để Bắc Kinh hăm dọa công ty dầu khí của họ tại mỏ cá voi xanh. Đây là hình ảnh mô hình giàn khoan dầu khí ở mỏ cá voi xanh. Vào năm ngoái, Mỹ đã lên tiếng không dưới 2 lần về hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông kể từ khi Bắc Kinh đưa tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 vào khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền và gây ra vụ đối đầu giữa các tàu hải cảnh của hai bên trong gần 2 tháng. Trong tuyên bố ngày 22 tháng 8 năm 2019, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc các công ty của Mỹ là những công ty hàng đầu thế giới trong việc khai thác và thăm dò các nguồn dầu khí tại Biển Đông và rằng Mỹ sẽ mạnh mẽ phản đối bất cứ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm đe dọa hay cưỡng chế các quốc gia đối tác phải rút lại sự hợp tác với các công ty không phải của Trung Quốc hay quấy nhiễu những hoạt động hợp tác của họ. Sang đến năm nay, Mỹ cũng đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đã bắt nạt Việt Nam và các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông trong các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi vùng biển có tranh chấp. Trong tuyên bố chung giữa các bộ trưởng Mỹ và Úc đưa ra vào hôm 28 tháng 7, hai bên đều ủng hộ các quyền của những bên tuyên bố chủ quyền được khai thác cá và nguồn tài nguyên ngoài khơi một cách hợp pháp, bao gồm các dự án dầu khí lâu đời cũng như các hoạt động đánh bắt cá trên Biển Đông mà không bị quấy rầy hay cưỡng bức. Vào hồi tháng 7 năm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực cho biết Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đang phối hợp với ExxonMobil khẩn trương hoàn thành đàm phán và thống nhất các hợp đồng thỏa thuận mua bán khí và điện. Trong đó, mục tiêu hoàn thành đàm phán các hợp đồng bán khí vào cuối năm nay. Cụ thể, PVN và EVN phối hợp với ExxonMobil khẩn trương hoàn thành đàm phán và thống nhất các hợp đồng thỏa thuận mua bán khí điện của các dự án nhà máy điện miền Trung 1 và 2, Dung Quất 1 và 3, đảm bảo tính đồng bộ giữa các hợp đồng. Việt Nam cũng được cho là rất nhiều lần đã phải hủy hợp đồng, thăm dò và khai thác dầu khí tại Biển Đông do sức ép của Trung Quốc. Đây là hình ảnh minh họa một giàn khoan của tập đoàn Repsol. Mới đây nhất là công ty dầu khí Nga Rosneft bị buộc phải hủy bỏ hợp đồng với tập đoàn Noble của Anh trong việc hợp tác khai thác dầu khí ở Việt Nam. Truyền thông Nga cho biết việc hủy bỏ hợp đồng khai thác dự kiến ngoài khơi Việt Nam với tập đoàn có trụ sở London diễn ra trong bối cảnh sức ép nặng nề từ Trung Quốc. Rosneft, công ty năng lượng có phần lớn vốn của chính phủ Nga, trước đó đã được cho là phải dừng hoạt động thăm dò ở một giếng khoan ngoài khơi Việt Nam. Công ty của Nga nắm quyền sở hữu hai lô dầu khí 061 và 053 trên 11 ngoài khơi Việt Nam và để khoan các giếng này, Rosneft dự kiến sẽ dùng các giàn khoan của tập đoàn Anh Noble. Tuy nhiên, theo truyền thông Nga, vào giữa tháng 7, Petro Việt Nam đã hủy bỏ hợp đồng giàn khoan vì sức ép của Trung Quốc. Theo ghi nhận của tạp chí The Diplomat, Việt Nam được cho là đã phải gỡ bỏ một giàn khoan dầu sau 2 tháng đứng ở cảng Vũng Tàu trong thời gian Trung Quốc điều một tàu khảo sát và tàu tuần duyên đến khu vực bãi tư chính của Việt Nam. Giàn khoan này được dự kiến khoan thăm dò cho công ty Rosneft của Nga tại lô 0601 trong một khu vực gần lô 0703, tức là mỏ cá rồng đỏ. Trước áp lực chính trị ngày càng tăng từ Trung Quốc, công ty Rosneft của Nga đã buộc phải xin thôi dự án. Công ty dầu khí của Tây Ban Nha Repsol vào hồi tháng 6 vừa qua cũng đã buộc phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của họ ở ba lô ngoài khơi Việt Nam sau khi dự án khai thác dầu khí của họ với Petro Việt Nam được cho là bị dừng 2 lần vì sức ép của Trung Quốc. Tin cho hay,
Việt Nam đã phải đền bù tới khoảng 1 tỷ đô la cho Repsol và các công ty của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất sau khi đơn phương hủy hợp đồng với các đối tác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2020 với bản tin Dùng Mỹ chống tàu Việt Nam ký hợp đồng 5 tỷ đô. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.